Hello anh em, hiện tại thì mình đang chuẩn bị làm cho em trai chiếc xe mới đét luôn các bạn nhé, Hyundai Porter 150. Đấy, bạn ấy vừa chế cái cản này xong. Đấy, nhìn rất là lạ. Cái này sao đăng kiểm cũng được em nhỉ? Phải tháo ra được không? Ok, bây giờ anh ốp xem gương là một đúng không? Đây, gương. Cơn gần mưa rồi xong. Cơn gần mưa. Gương. Rồi, cơn gần mưa này. Gương này đúng không em? Vâng. Tay mở cửa. Rồi, với cả trong cabin đúng không em trai? Vâng. Ok, xong rồi nghĩ cái gì là làm tiếp nhá. Giờ mới xem cái dâu, hai cái dâu trên. Dâu răng ten đúng không? Vâng. Rồi, ok. Xong. Đây, đấy rồi đó. Con này của em còn ốp sau đâu? Dạ. Ốp sau nữa. Ốp sau hai ốp sau nữa, em không mua à? Dạ, thì... Ốp bấm ấy. Anh đi ăn sau có đâu? Em không thích. Thích trước à? Rồi, ok, xong rồi để anh lấy nhắc nhá. Em hôm nay thì... đang bỏ tiêm em mình lắp đồ chơi đây các bạn. Đây, chiếc xe của em mình đây. Hiện tại thì đang chuẩn bị lắp anh em nhá. Đấy, bạn ý độ cái cản rất là đẹp và dày dặn luôn. Anh em có đoán được cái cản này bạn độ bao tiền không? Đố anh em đoán được cản này bạn độ bao tiền đấy. Đấy, cái cản này các bạn này. Inox 34 xịn nha các bạn nhá, nhìn này, inox 34 này. Đấy, 34. Rất là dày dặn luôn, các bạn thấy không? Các bạn đoán được cái cản này bao tiền không? Đây, bạn chế rất là chắc chắn luôn. Mình đang quay toàn cảnh cái cản này cho bạn xem. Mình sẽ đưa máy quay vào trong gầm nhá. Đấy, ngoài cản ra thì bạn còn độ cái cản thông vẫn rất đẹp này. Đấy. Đấy, anh em thấy không? Bạn ấy độ mấy cái cản này rất là đẹp thôi các bạn nhé. Đấy, ôm mâm thì bạn ấy chơi hai trước thôi, không chơi không chơi sau. Hôm nay thì mình sẽ ôm một số đồ chơi cho em ý các bạn nhé. Đây bạn nhìn này, đấy, hiện tại thì mình đang chuẩn bị là lên đồ bóc đồ ra và dán vào chiếc xe này cho em ý theo những cái món em ý thích. Các bạn thấy không? Đây trong cabin của em ý đây. Đó, xe thì mới đét các bạn nhá. Đó, các bạn thấy không? Đây hiện tại thì hai anh em mình đang nhờ em ý bóc ra dàn. Đây, đồ chơi thì giống như anh em biết đấy, nó là chỉ là bên trong là băng dính thôi. Anh em chỉ được bóc ra và dán vào thôi các bạn, rất là đơn giản. Đấy các bạn thấy không? Đây là ốp gương này, tay mở cửa này, cần gạt mưa này, lỗ tắt này. Đấy, và phải che mưa này, và tí nữa ốp hai xi nhan cửa này. Rồi là thiết kế hai cái dâu ở trên đè trên đầu này, ở trên lốc này. Cái giá này em ấy làm rất là đẹp các bạn nhá. Cái giá lốc em ấy làm rất là đẹp luôn. Đây các bạn, cho bạn xem qua giá lốc em ấy chế rất đẹp này. Đấy, cái giá lốc này là bạn chế rất đẹp các bạn nhá. Rất đẹp luôn. Đó, cái giá lốc này thì là cái phiên bản của thằng Hàn Quốc anh em nhá. Hàn Quốc thì còn có cái phiên bản giá lốc của này. Đấy, rất là hay luôn, cái này thì bắt đồng bát thì anh em không cần phải gọi là khoan cabin. Đấy, cái bản này là cái bản quán của anh em nhé. Rất hay luôn. Đồ chơi như vậy thôi, thì các bạn cứ bóc băng dính ra này. Sau đó thì các bạn chỉ việc lau sạch cái cần gạt mưa cũ đi và các bạn ấn vào đây là xong rồi. Các bạn nhớ cho mình bên dài bên ngắn nhé. Đấy, cần gạt mưa thì nó sẽ có bên dài bên ngắn. Toàn bộ hàng auto hết thì lá cây rất đẹp các bạn ạ, hình lá cây rất đẹp luôn. Đấy các bạn thấy không, nó chính xác đến tầm khoảng 99%. Chính xác, đó, chỉ có mỗi cái dòng Porter ấy thì đôi khi cái chân này này ấn vào nó hơi căng vì cái chân này thằng Việt Nam mình nó làm hơi to, còn thằng bên Tây thì nó lại làm hơi bé. Thì bên mình sẽ bắn một cái keo silicone vào bên trong này để cho nó dính vào cái bề mặt này. Đấy các bạn yên tâm giúp mình nhé. Bạn lưu ý giúp mình nhé. Đấy các bạn, ở đây như này. Đấy, cái này thì hơi căng một chút, các bạn ấn cái này trước, sau đó các bạn ấn tay xuống như này thì là nó sẽ vào được các bạn. Đấy các bạn thấy không, nó sẽ vào được, nhưng mà vào nó không kín khít mà nó sẽ há một chút ra như này. Thì anh em thông cảm giúp mình vì cái này là quá trình là bên Tây nó sẽ làm một kiểu, Việt Nam mình nó làm một kiểu các bạn nhé. Đây các bạn nhá, giờ mình sẽ review chân thật hơn cho các bạn xem qua cái cản này của em mình chế như nào các bạn nhá. Đây cái cản này các bạn này. Đây, các bạn nhìn từ xa trước nhá, các bạn nhìn xa trước này. Đấy, bạn nhìn thấy không? Chế rất đẹp luôn. Cái này anh em đăng kiểm xong anh em mà chơi. Đấy, bạn đi làm cái cản để các bạn biết bao tiền không? 5 triệu cái cản này các bạn. Thật ra thì nó cũng xứng đáng thôi vì người thợ ta làm ra duy nhất một cái thì giá tiền rất là cao so với sản xuất hàng lô. Đây các bạn. Bắt trực tiếp vào đây. Đấy, các bạn thấy không? Bắt hàn trực tiếp vào sassi. Sau đó chuyển cho bác. Bắt ốc quay như này. Rất là hay luôn. Đấy các bạn thấy không? Cái cản này bắt rất là hay luôn. Dưới này em còn làm miếng tôn nữa này. Có miếng tôn dài này để gọi là chống đây, bát đây. Đó các bạn thấy không? Hàn bát vào taxi, sau đó bắt ốc xuyên qua.
tháo lắp rất dễ. Đấy. Vì làm những cái này phải tránh tình trạng là để anh em gọi là khi anh em đi đăng kiểm anh em phải tháo ra, đúng các bạn, chứ không thể làm cố định được. Đó, rất là hay. Đấy, anh em nhìn thấy không? Toàn cảnh trên xe của em trai. Còn đây là cái giường nóc các bạn nhé. Giờ mình sẽ quay cho bạn qua, quay qua giường nóc các bạn này. Cái này thì chế theo kiểu form của Hàn Quốc các bạn. Anh em tập luôn thoải mái luôn đấy. Bát thì nó sẽ bắt vào đây. Đấy, bát vào đây các bạn này. Đây các bạn nhồi răng ra các bạn này. Đấy, thấy không? Rất là hay luôn. Đó các bạn thấy không? Đây là cái bát này. Chế bát bắt vào cái giường. Cái này là giường lóc nha. Cái này thì vừa rất là nhiều xe. Lắp rất là hay. Đấy, anh em có thể dẫm lên được đồ rồi các thứ. Rất là hay luôn. Hôm băng thì em đi chơi một cái trước thì em đi ốp mỗi cái bánh trước, bánh không ốp bên sau. Đấy, còn đây là cản ông các bạn. Cản ông thì chế bắt vào đúng chỗ cũ luôn. Cản ông đi lắm. Hai bên thì đều bắt ông chỗ cũ luôn. Nhiều nha, cuối cùng thì là xong cho em trai và bây giờ em trai sẽ đi về, còn mai kia thì mình sẽ làm nốt cho em đi một số những phần đồ còn lại nữa. Cảm ơn em trai rất là nhiều, cảm ơn anh em Hải Dương nhá. Đó, xe của bạn đến đây, cuối cùng thì là xong anh em nhá. Anh em nhớ ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978 2583 và 0978 2283 bên